trầm hương thơm bay nghi ngút, xin dâng lên Chúa tiếng kinh con nguyện. Ngàn hoa xinh tươi rực rỡ thắm trong chân tình đoàn con cùng dâng, muốn cõi lòng hân hoan hợp về đây. Ngợi mừng Cha vua uy quyền khôn xanh, vừa trên sự chết phát thanh lòng Chúa thương xót, được phát trực tiếp từ tiểu bang Arkansas, Hoa Kỳ. Kính chào quý thính giả và xin Chúa chúc lành cho quý thính giả. Kính mời quý thính giả nghe chia sẻ lời Chúa của linh mục Peter Lê Thanh Quang và audio sách đạo tình yêu cao ngời. Trích thư của Thánh Gia-cô-bê tông đồ. Này đây, hỡi những người giàu có, các ngươi hãy than khóc kêu la, vì các tai họa sắp giáng xuống trên các ngươi. Của cải các ngươi bị mục nát, áo quần các ngươi đã bị mối mọt gặm. Vàng bạc của các ngươi đã bị tan xét, và tan xét sẽ là bằng chứng tố cáo các ngươi, và sẽ ăn thịt các ngươi như lửa đốt. Các ngươi đã tích trữ cho các ngươi cơn thịnh nộ trong ngày sau hết. Này tiền công thợ gặt ruộng cho các ngươi mà các ngươi đã gian lận. Tiền đó đang kêu gào, và tiếng kêu gào của người thợ gặt đã lọt thấu đến tai Chúa các đạo binh. Các ngươi đã ăn uống say sưa ở đời này, lòng các ngươi đã tận hưởng khoái lạc trong ngày sát hại. Các ngươi đã lên án và giết chết người công chính, vì họ đã không kháng cự lại các ngươi. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Chúa trung thành trong mọi lời Chúa phán, và thánh thiện trong mọi việc Chúa làm. Hallelujah! Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Ai cho các con uống một ly nước vì lẽ các con thuộc về Đấng Kitô? Thật thầy bảo các con, kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Nhưng nếu kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin thầy, thà buộc thớt cối xay vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn. Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi. Thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải vào hỏa ngục, trong lửa không hề tắt. Và nếu chân con làm dịp tội cho con, hãy chặt chân đó đi.
thà con mất một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà phải ném xuống hỏa ngục. Và nếu mắt con làm dịp tội cho con, hãy móc mắt đó đi, thà con còn một mắt mà vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà phải ném xuống hỏa ngục, nơi mà dòi bò rút rịa, nó không hề chết, và lửa không hề tắt, vì mọi người sẽ bị ướp bằng lửa. Muối là vật tốt, nhưng nếu muối ra lạc, các con lấy gì mà ướp nó cho mặn lại được? Các con hãy có muối ở trong mình, và hãy sống hòa thuận với nhau. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý bạn, chị em, bài phúc âm hôm nay Chúa Giêsu nói với các môn đệ là bất cứ ai mà cho chúng con một ly nước vì chúng con thuộc về đất Kitô thì người đó sẽ không mất phần thưởng, nghĩa là dù một việc rất nhỏ làm cho các tông đồ của Chúa đều có giá trị vì họ là môn đệ của Đức Kitô, là làm cho chính Đức Kitô. Nhưng mà nếu ngược lại, những người là môn đệ Đức Kitô mà lại gây cớ vấp phạm cho những kẻ bé mọn thì thà thả xuống biển và cột cối đá vào cổ, nghĩa là người đó chết đi, thì tốt hơn là để người đó sống mà gây ra cái cớ vấp phạm, làm gương mù gương xấu cho những người yếu đức tin, cho những người bé nhỏ. Cho nên nếu tay con nên dịp tội cho con, nếu chân con nên dịp tội cho con, hoặc là mắt con nên dịp tội cho con, thì thà mất một tay, mất một chân, mà được vào nước trời còn hơn có đầy đủ mọi thứ mà lại vào hỏa ngục đời đời. Cho nên Chúa Giêsu muốn chúng ta phải dứt khoát với tất cả mọi dịp tội. Cái gì dẫn đưa chúng ta tới tội lỗi thì chúng ta phải từ chối. Chúng ta phải dứt khoát, không có thể tiếp tục sống trong những cái dịp tội. Ước muốn tội lỗi là chúng ta phải chặn đứng ngay từ đầu. Rồi những cái cơ hội đi tới đó, gặp người đó hoặc là cái đồ vật nào đó, nó dẫn đưa chúng ta tới tội lỗi thì chúng ta phải dứt khoát. Phim ảnh xấu, chúng ta dứt khoát. Những bạn bè hay nói những chuyện xấu hoặc là rủ rê chúng ta đến tội lỗi thì chúng ta phải dứt khoát. Không có tiếp tục liên hệ những cái gì đưa tới tội lỗi được. Vì vậy, chúng ta theo lời dạy của Chúa Kitô, chúng ta phải xác quyết hướng đi của đời chúng ta là phải trở nên thánh thiện như Cha chúng ta trên trời là đấng thánh thiện, muốn những điều lành cho người khác, đến để phục vụ, biết yêu thương, biết tha thứ vô điều kiện, thì chúng ta mới thực sự là môn đệ của Đức Kitô. Và Chúa đưa ra cái hình ảnh các con là muối đất. Muối là chuyện tốt, nhưng mà nếu mà muối nó ra lạc, nghĩa là cái người môn đệ của Chúa mà không còn cái chất liệu của môn đệ của Chúa nữa, nghĩa là không còn cái tình yêu vô điều kiện của Chúa, không còn đến để phục vụ, mà chỉ là hưởng thụ hoặc là đi theo cái kế hoạch của ma quỷ, của trần gian để đạt được cái lợi nhuận cho mình, thì rõ ràng là gây gương mù gương xấu và không đem lại cái ích lợi gì cho phần rỗi các linh hồn cũng như làm vinh danh Chúa. Thì như vậy, Chúa Giêsu nói tiếp là các con hãy có muối ở trong mình và sống hòa thuận với nhau. Muối ở đây tức là có men phúc âm của Chúa, có cái chất liệu của Chúa để ướp cho cái thế giới này nó công bằng, yêu thương hơn, và yêu thương theo cách của Chúa, đến để phục vụ, đến để trao ban, đến để làm những gì tốt nhất cho nhau là hạnh phúc của chính mình. Còn nếu chúng ta chỉ dừng lại ở những cái chóng qua của trần gian, thì rõ ràng là chúng ta đã trở nên môn đệ của ma quỷ, chứ không phải của Chúa Giêsu nữa. Tức là chúng ta đã biến chất rồi, không còn là môn đệ của Đức Kitô. Vì vậy, chúng ta hãy ý thức,
lời của Chúa nói rất rõ ràng cho chúng ta, để mỗi người đi theo Đức Kitô là phải trở nên thánh thiện nhờ tác động của Chúa Thánh Thần. Chúa biến đổi chúng ta, và ơn thánh của Chúa, lời của Chúa, biến đổi chúng ta. Mỗi ngày, chúng ta có giờ để đọc lời Chúa, suy niệm lời Chúa, rồi cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần giúp cho chúng ta can đảm thi hành ý của Chúa. Sau khi chúng ta suy niệm lời Chúa, chúng ta hiểu được ý muốn của Chúa, thì chúng ta hãy lựa chọn con đường thánh thiện, con đường Chúa Kitô đi, đến để phục vụ, phải qua tử nạn để đến phục sinh vinh quang, chứ không phải đi tìm để thỏa mãn những cái tham vọng, những ước muốn riêng của mình. Tham vọng về tiền bạc, về danh vọng, về lạc thú, và bao nhiêu thứ chóng qua của trần gian. Có như vậy, đời sống của chúng ta mới trở nên những môn đệ của Đức Kitô. Còn nếu đời sống của chúng ta mà mất phẩm chất, không còn là môn đệ của Đức Kitô, thì chúng ta tranh chấp nhau, sâu xé với nhau, không còn cái tình yêu vô điều kiện của Chúa nữa, thì chúng ta thực sự là phản chứng của tin mừng, không còn là chứng nhân nữa, mà là phản chứng. Vì vậy, chúng ta hãy ý thức con đường của chúng ta đi là nhờ sức mạnh của Chúa để chúng ta sống thánh thiện. Và trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu cũng nói, cứ dấu này mà người ta nhận ra các con là môn đệ thầy, là các con yêu thương nhau. Không yêu thương thì là ác quỷ, vì Chúa là tình yêu. Và những ai không biết yêu thương vô điều kiện giống Chúa, thì chúng ta vẫn còn ở trong cái tôi kiêu ngạo ích kỷ của mình thôi. Chúng ta chẳng là gì hết. Chúng ta cần sự trợ giúp của Chúa để sống thánh thiện, để biết yêu thương, biết đến mà phục vụ, giống như mẹ Teresa Calcutta, dù sống giữa một nước Ấn Độ giáo, mà mẹ đi phục vụ những người nghèo nhất trong người nghèo, và người ta đã nhận ra cái tình yêu từ Thiên Chúa mà mẹ đã mang đến cho họ. Đến nỗi họ tôn vinh mẹ là mẹ tinh thần của dân tộc Ấn Độ. Ngày hôm nay, biết bao nhiêu người đang âm thầm phục vụ trong những nơi truyền giáo hoặc chỗ này chỗ nọ để đem tình yêu của Chúa đến cho nhân loại, để xoa cái vết thương đau khổ của nhân loại. Cho nên bao lâu còn sống ở trên trần thế, bấy lâu chúng ta có cơ hội để tìm về bên Chúa nhờ sức mạnh của Chúa Giêsu, Thánh Thần của Chúa tác động, thì chúng ta mới dám cho đi, mới dám trao ban làm những gì tốt nhất cho anh chị em mình, mới dám hy sinh tiền bạc, thời gian, sức khỏe và mọi cái có thể để đem hạnh phúc cho những người chung quanh mình, là hạnh phúc của chính mình, biết đem tất cả những gì tốt nhất cho nhau, xoa dịu cái vết thương của xã hội ngày hôm nay, nhất là những người đang đói khát, những người đang thiếu lời của Chúa, những người đang cần lời Chúa hướng dẫn và cần ơn cứu độ của Chúa, thì chúng ta hãy mang đến cho họ. Vì môn đệ của Đức Kitô nhận lãnh từ nơi Chúa Kitô để trao ban, còn nếu không có giờ cầu nguyện, không có giờ học hỏi lời Chúa, không có giờ đón nhận tin mừng và ân sủng của Chúa, thì có cái gì để chúng ta trao ban? Tức là chúng ta trống rỗng hoàn toàn, và thực chất là chúng ta trống rỗng. Nếu chúng ta không đến với Chúa, chúng ta không có cái gì để trao ban hết. Vì vậy, những giờ ở bên Chúa, những giờ học hỏi lời Chúa rất là cần thiết để chúng ta có thể trao ban. Còn nếu không, chúng ta tiếp tục sống như là những người khác thôi. Và cuối cùng cuộc đời của chúng ta sẽ đi về đâu? Là chỉ dừng lại những cái chóng qua của trần gian. Và trần gian, như bài đọc thứ nhất đã nói, là những cái mà chúng ta tranh chấp nhau về vàng bạc của cải vật chất, rồi cũng bị mối mọt, bị ten xét, rồi cũng mất đi hết tất cả. Không có cái gì chúng ta tích trữ ở trần gian mà mang qua bên kia thế giới được. Và khi tích trữ những cái chóng qua của trần gian, tức là chúng ta tích trữ cơn thịnh nộ trong ngày sau hết của đời chúng ta.
chúng ta sẽ thất vọng đời đời khi bước qua bên kia thế giới. Khi đó, chúng ta sẽ thấy bao nhiêu cái sự dữ chúng ta gây ra, bao nhiêu lần chúng ta biết điều tốt mà không làm, bao nhiêu lần chúng ta có cơ hội để phục vụ, để hình thành tâm hồn của chúng ta, có tình yêu giống Chúa, thì chúng ta hãy ra tay phục vụ và làm tất cả những gì có thể trong khả năng của mình, để mỗi ngày chúng ta nên giống Chúa Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta, và nhờ đó mỗi ngày chúng ta không còn dừng lại ở những cái chóng qua nữa, mà chúng ta hướng tới cùng đích của đời mình, để cuối cùng mỗi người đều sống trong đại gia đình của Chúa là cha, mọi người là anh chị em, con cùng người cha chung trên trời. Có như vậy, đời sống của chúng ta, nó bình an và hạnh phúc thực sự. Còn nếu không, thì chúng ta chỉ dừng lại ở những cái mà người ta đang tranh chấp nhau, để rồi sẽ không còn cái gì hết. Thánh Gia-cô-bê nói rất là cụ thể cho chúng ta. Mọi thứ của trần gian rồi cũng bị đào thải bởi vì vật chất có bắt đầu, có kết thúc. Sắt thép nó cũng tới ngày nó rỉ, gỗ cây nó tới ngày nó mục, cả thân xác của chúng ta cũng tới ngày phải lão hóa rồi phải chết, chứ không có tồn tại mãi được. Chỉ có những gì làm trong tình yêu với Chúa Giêsu Kitô nó mới tồn tại được. Vì vậy, trong đời sống đức tin, chúng ta sống trọn vẹn cái niềm tin của mình vào Chúa Giêsu, có giờ cầu nguyện ở bên Chúa, và từ cái niềm tin đi vào hành động là yêu thương, và yêu thương đi vào hành động là phục vụ, là làm những gì tốt nhất cho anh chị em chúng ta, để mang lời của Chúa, mang tình yêu của Chúa, mang ân thánh của Chúa, và cả tài năng, sức khỏe, tiền bạc của chúng ta ra đi để phục vụ. Và mỗi ngày chúng ta có rất nhiều cơ hội để phục vụ. Phần chúng ta có biết cộng tác với Chúa Giêsu, để cùng làm với Chúa Giêsu, để Chúa dùng chúng ta là những bàn tay nối dài của Chúa để phục vụ cho anh chị em của mình, và mọi người nhận ra tình yêu của Đức Kitô qua đời sống chứng nhân của chúng ta, qua đời sống phục vụ của từng người chúng ta. Có như vậy, chúng ta mới là những người con, những người môn đệ thực sự của Chúa Giêsu, và là những người con của cha chung trên trời, và mọi người là anh chị em, con cùng người cha chung này. Xin Thánh Thần tình yêu của Chúa liên kết tất cả chúng con nên một với nhau, để mỗi người nỗ lực làm những gì tốt nhất cho nhau, là hạnh phúc của chính mình, dù một ly nước lã, dù một lời khuyên bảo, dù một ánh mắt khích lệ, cổ võ, tất cả với ý hướng ngay lành, muốn điều tốt nhất cho mọi người, để làm con cái của cha trên trời, như Chúa đã mong muốn từng người chúng ta, là sứ mạng, tình yêu của từng người chúng con. Amen. Từ trong đất bụi Chúa nắn nên con, tình yêu của Ngài cao vút tựa non, dẫn con đi vào cuộc đời. Tình trời u ấp tim con, dù cho núi mòn Ngài vẫn sắt son thủy chung. Từng bước âm thầm Chúa dẫn con đi, vượt qua thác gành sóng gió hiểm nguy, nắng mưa bao dung Ngài gì, đồng hành còn có lo chi, cùng sanh bước đi với Ngài. Tim con rộn ràng vui say, nguyện dâng hiến Chúa từ đây, cho con mọi ngày tin yêu, dù đời con nhiều yếu đuối, đường đời mịt mù trong gai, nhưng có Ngài cùng sanh bước. Một lần xin nguyện thề ước, được mãi tín chung yêu Ngài. Rồi có một chiều Chúa đến bên con, gọi con theo Ngài dâng hiến tuổi xuân, Chúa thương cho con giữ phần, trở thành muối ướp muôn.
muôn dân, là men cho đời, là ánh sáng cho ngàn nơi. Đời con tắm gội trong thánh ân Ngài, thì cho con được yêu Chúa chẳng phai. Dẫu cho xa xôi đường dài, chẳng ngại gian khó hy sinh, một hiến trọn tình cho Ngài. Tim con rộn ràng vui say, nguyện dâng hiến Chúa từ đây, cho con mọi ngày tin yêu. Dù đời con nhiều yếu đuối, đường đời mịt mù trong gai, nhưng có Ngài cùng sánh bước. Một lần xin nguyện thề ước, được mãi tín chung yêu Ngài. Này con phận hèn yếu đuối Chúa ơi, nhiều phen phản bội yêu Chúa bờ môi. Mỗi khi mây đen giăng trời, lòng người đắm đuối chơi vơi, tình Chúa tình người mà sao quá xa Ngài ơi. Dù con bao lần từ chối ơn trời, tình yêu của Ngài vẫn chẳng hề vơi. Chúa cho con cả cuộc đời, mặn nồng năm tháng êm trôi, nguyện mến yêu Ngài suốt đời. Chúa cho con cả cuộc đời, mặn nồng năm tháng êm trôi, nguyện mến yêu Ngài suốt đời. Thưa quý thính giả, hôm nay ngày 23 tháng 5, lễ thánh Felix Cantalis, sinh năm 1515, qua đời năm 1587. Đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót kính mời quý thính giả nghe về cuộc đời của thánh Felix Cantalis qua giọng đọc của Maria Kim Thúy. Felix là tu sĩ đầu tiên của dòng Francisco được phong thánh. Thật vậy, khi Ngài sinh ra, các tu sĩ dòng Francisco chưa quy tụ thành nhóm. Ngài sinh ra trong một gia đình đạo hạnh, có lòng tôn kính Thiên Chúa. Ở Rieti Valley, Ngài làm nông nghiệp và chăn chiên đến lúc 28 tuổi. Ngài có thói quen cầu nguyện khi lao động. Năm 1543, Ngài vào dòng Francisco, được giải thích về cuộc sống khổ hạnh của dòng. Felix trả lời: Thưa cha, cách sống khổ hạnh của dòng không làm con sợ. Nhờ ơn Chúa giúp, con có thể vượt qua mọi khó khăn và giúp con đứng dậy từ sự yếu đuối của con. 3 năm sau, Felix được sai tới một tu viện tại Roma để hành khất chính thức. Vì Ngài sống đơn giản và bác ái, Ngài khai sáng cho nhiều người trong 42 năm Ngài phục vụ anh em. Ngài hoán cải nhiều tội nhân và đối xử với người nghèo như huynh đệ. Khi Felix không nói về việc hành khất của mình thì Ngài lần chuỗi mân côi. Người ta gọi Ngài bằng biệt danh Tu sĩ tạ ơn Chúa, Brother Dio Gracias, vì Ngài luôn miệng nói tạ ơn Chúa. Khi Ngài lớn tuổi, bề trên buộc Ngài phải đi dép để bảo vệ sức khỏe. Ngài được phong thánh năm 1712. Hành
Kính thưa quý vị thính giả, sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị tác phẩm Mẹ có phúc hơn mọi người nữ, những bài suy niệm về Đức Maria trong tháng Hoa Mẹ, được biên soạn bởi Đức Hồng Y Joan Newman và chuyển ngữ bởi Linh Mục Benno Kim thuộc dòng Đồng Công, và Đài Phát Thanh Lòng Chúa Thương Xót thực hiện với giọng đọc của Maria Mai Trang. Ngày 23 tháng 5, Đức Maria là Thác Ngà. Một ngọn tháp là một công trình xây dựng nổi lên, cao hơn và rõ ràng hơn các đối tượng khác trong một vùng. Như vậy, khi chúng ta nói một người cao vượt trên các đồng bạt của người ấy, chúng ta hiểu rằng những đồng bạt đều thấp bé khi so sánh với người kia. Đức tính cao cả này rất hợp để áp dụng vào trường hợp Đức Trinh Nữ Maria, mặc dầu mẹ chịu một nỗi đau khổ thấm thía và kín đáo trong cuộc khổ nạn và chịu đóng đinh trên thập giá của Chúa chúng ta hơn hết các tông đồ, vì lý do mẹ là mẹ Chúa. Mẹ vẫn tỏ ra cao thượng giữa những đau khổ hơn các ngài rất nhiều. Khi Chúa chúng ta trải qua cuộc hấp hối, các ngài ngủ vì buồn sầu. Các ngài không thể chống lại nỗi thất vọng, chán nản. Các ngài không thể làm chủ được nó. Nó làm lộn xộn, làm tê liệt và chiến thắng giác quan các ngài. Sau đó, khi Thánh Phêrô bị những người gần đấy hỏi ông có phải là một trong số các môn đệ của Chúa chúng ta không, ông đã chối ngay. Không phải chỉ một mình Thánh Phêrô nhắc đảm, các tông đồ, từng người và tất cả bỏ Chúa và chạy trốn. Mặc dầu Thánh Gioan sau đã quay trở lại. Hơn nữa, các ngài còn mất lòng tin tưởng nơi Chúa và nghĩ rằng tất cả những ước vọng cao cả Chúa khơi dậy trong các ngài đều tiêu tan hết. Thật khác biết bao lòng dũng cảm của Thánh Maria Magdalena, lại càng khác xa hơn nữa lòng đại đảm của Đức Trinh Nữ Mẹ Chúa. Điều này được tỏ hiện rõ rệt khi mẹ đứng bên thập giá Chúa. Mẹ không nằm vật xuống đất, nhưng đứng thẳng, sẵn sàng đón nhận những nhạo cười, sỉ nhục mà cuộc thương khó kéo dài của con mẹ luôn đè nặng trên mẹ. Sự cao thượng và khoan hồng của mẹ, vì khi chịu đau khổ so sánh với các tông đồ, được hình dung như một ngọn tháp cao. Nhưng người ta có thể nói, các ngọn tháp là những kiến trúc đồ sộ, lởm chởm, nặng nề, đồi trụy, do chiến tranh gây nên, không phải như trong lúc bình an. Chẳng có gì xinh đẹp, tao nhã và trong sáng như ta thấy nơi mẹ. Đúng thế, bởi vậy mẹ được gọi là Tháp Ngà, để chúng ta chiêm ngắm. Nhìn sự sáng ngời, tinh khiết và thanh tú của Tháp Ngà, chúng ta phải chấp nhận vẻ kiều diễm và dịu dàng của mẹ Thiên Chúa còn trỗi vượt hơn nhiều. Mẹ yêu ơi, đây cuộc đời con dâng hiến cho mẹ. Lòng cậy trông con thầm mong ước sống bên mẹ yêu. Dù trần gian muôn vàn gian khó, có mẹ chở che thì con vui sống đời nhân chứng vững tâm trên đường. Con cao giáo danh mẹ bằng chính ánh mắt chỉ từ. Con cao giáo danh mẹ yêu với tâm hồn trong sáng, trên đôi tay mơ sâu, trong con tim thâm nồng lan tràn sự sâu.
con cao giao danh mẹ bằng ước muôn sông thanh thiền, con cao giao danh mẹ yêu với tâm hồn thanh thiền, đem an vui cho đời, mang tin yêu cho người trên đường chân gian. Mẹ yêu ơi, đây cuộc đời con dâng hiến cho mẹ, lòng cậy trông con thầm mong ước sống bên mẹ yêu. Dù chân gian muôn vàn gian khó, có mẹ chở che thì con vui sống đời nhân chứng vững tâm trên đường. Thì con vui sống đời nhân chứng vững tâm trên đường. Quý thính giả có những thắc mắc về giáo luật, đời sống gia đình hoặc đóng góp ý kiến về các chương trình phát thanh, quý vị có thể thu âm hoặc viết ra văn bản và gửi về Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót qua email radiolongchuathuongxot@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Kính thưa quý thính giả, trong chương trình đọc truyện hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị tác phẩm Chúa Giêsu đang sống. Tác giả: Linh mục Emiliano Tardis và Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót thực hiện, với các giọng đọc của Maria Minh Liên, Maria Bích Vân và Phêrô Đức Thành. Sau một kỳ giảng cấm phòng, tôi trở về nhà và thuật lại những việc lạ lùng Chúa làm. Ở đấy có một linh mục người Pháp nghe tôi cách chăm chú, xong vẫn không tin. Tôi kể lại cho ông nghe làm sao trong thánh lễ cho bệnh nhân, Chúa đã cho bà vợ của người lãnh đạo nhóm cầu nguyện nói được, và bà đã lên giữa công chúng làm chứng. Đang khi từ 4 năm rưỡi nay, bà bị cấm khẩu không thốt ra tiếng. Các việc chữa lành không minh chứng tính xác thực của đạo lý, nhưng đó là dấu Thiên Chúa ra tay cứu chữa. Người cứu chữa không phải để minh chứng người là Thiên Chúa, nhưng người cứu chữa vì người là Thiên Chúa. Mọi dấu lạ là để bày tỏ một điều gì? Đó là mục đích của những việc chữa lành mà Chúa làm. Chúng nhắc cho chúng ta, ở thời đại mà người ta tôn sùng hiệu năng và chủ nghĩa thực dụng, rằng Thiên Chúa đang hiện diện giữa chúng ta và có thể làm những điều lạ lùng. Chúng phô bày quyền lực của Thiên Chúa để chúng ta phú mình hoàn toàn vào tay người trong hết mọi khía cạnh của cuộc sống trần thế. Các phép lạ là những dấu chỉ, đó là điều chứng tá sau đây minh chứng. Một chiều nọ, tôi đến thăm một viên cảnh sát, Đại úy Munoz. Ông đang hấp hối trên giường bệnh, không ăn uống gì đã 50 ngày.
mà chỉ uống rượu từng chập mỗi 3 giờ. Chúng tôi đã cầu nguyện cho ông và Chúa đã giải thoát ông khỏi tật nghiện rượu cách lạ lùng. Ông bỏ uống rượu ngay tức khắc từ hôm đó và cũng không cần đi đến nhà thương để tẩy độc. Tôi nhớ lại lời này của sách Khôn Ngoan. Không phải cây cỏ hay thuốc cao sẽ làm cho lành bệnh, nhưng chính lời Ngài chữa lành mọi sự. Lạy Chúa. Hôm sau, ông thay thế chai rượu rum bằng cuốn Thánh Kinh. Ông vừa đọc, vừa chảy nước mắt và nói: Thiên Chúa thật tốt lành biết bao. Nhưng việc đó đã đem phiền toái đến cho tôi. Vì hôm sau, có những tiếng kêu la và cãi cọ ngoài cửa nhà thờ. Các bà vợ có chồng nghiện rượu đang chen lấn nhau và cố gắng lôi kéo các đức ông chồng đến để chúng tôi cầu nguyện cho họ. Một cảnh tượng kỳ thú khi thấy trong nhà thờ những người nghiện rượu đông hơn ở các tửu quán. Chúa muốn giải thoát ông cảnh sát nọ như thế, để thức tỉnh lòng tin của ông nơi danh Ngài. Nhưng điều đó không xảy ra như vậy trong mọi trường hợp. Các bệnh nhân nào có lòng trông cậy nơi Chúa Giê-xu cũng phải góp phần mình vào. Không phải tất cả cảnh sát, công an đều nghiện rượu như ông đại úy Muno. Cũng vậy, không phải tất cả những người nghiện rượu được lành bệnh một cách giống nhau. Nhưng điều quan trọng là, qua một trường hợp như của ông đại úy, niềm tin vào quyền năng cứu chữa của Thiên Chúa được tăng lên. Người là đấng có thể đổi mới đời sống ta bằng cách nào người muốn. Thứ 4, phép lạ và chữa lành. Mọi việc chữa lành không phải đều là phép lạ của Chúa. Có những bệnh được khỏi do lời cầu xin thì không thể gọi là phép lạ. Ta chỉ coi phép lạ khi có việc chữa lành mà tất cả y khoa đều bó tay. Xong, Chúa thực hiện được. Trong trường hợp Chúa thúc đẩy tiến trình lành bệnh đến mau hơn chữa bằng phẫu thuật, bằng nghỉ ngơi hoặc bằng cách nào khác, chúng ta gọi đơn giản là một sự lành bệnh. Vậy, mọi sự lành bệnh nhờ cầu nguyện không thể gọi là phép lạ. Ở Lộ Đức, trong muôn ngàn việc khỏi bệnh đã xảy ra từ hơn một thế kỷ nay, rất ít trường hợp được chấp nhận là phép lạ. Điều ấy biểu hiện trong bản thống kê sau đây. Từ ngày bệnh nhân Katarina Latapi được khỏi vào tháng 3 năm 1858, đến ngày bệnh nhân Serge Perrin được khỏi năm 1978, có 64 trường hợp lành bệnh được giáo hội xác nhận là phép lạ. Đang khi người ta không quên rằng, cho đến năm 1972, có đến 5.432 trường hợp khỏi bệnh được ghi trong hồ sơ lưu trữ. Một thí dụ chữa lành bởi phép lạ là trường hợp của Anita Sue de Sheffer. Chúa đã làm điều mà y khoa bó tay. Trong một tai nạn xe hơi 10 năm trước đó ở Chí Lợi, một chấn thương bộ não làm bà hoàn toàn mất vị giác và khứ giác. Vì bà thuộc thành phần xã hội khá giả nên đã chạy chữa ở những bệnh viện khá nhất của Hoa Kỳ. Sau nhiều lần khám bệnh, chữa trị, các bác sĩ cho biết là không thể giải phẫu. Vì các dây thần kinh truyền tin của những chức năng ấy quá tinh vi, nhỏ hơn sợi tóc. Họ nói rõ ràng với bà,
chỉ có một phép lạ mới giúp bà khôi phục hai giác quan ấy. Bà mất hết hy vọng. Có thể hưởng vị ngon, ngửi lại hương thơm của nước hoa và bông hoa. Trong một thánh lễ cầu cho bệnh nhân ở Chitre, Panama, Chúa thông cho chúng tôi biết nhiều lời chí chi về những gì Chúa đang làm cho cộng đoàn. Có một lời như sau. Ở đây, có một bà đang bị một bệnh nghiêm trọng. Bà sẽ được khỏi trong đêm nay, và ngày mai bà sẽ làm chứng về việc hoàn toàn khỏi bệnh của mình. Ngay hôm sau, bà Anita nhận thấy mình đã ngửi được. Tỉnh giấc, bà thưởng thức mùi hoa hồng vẫn trồng bên cửa sổ, và ngửi thấy mùi cà phê từ bếp. Nhảy xuống khỏi giường, bà kể việc kỳ diệu ấy cho chồng nghe. Bà ăn sáng và mắt trào lệ khi thấy mình nếm được vị ngon của các thức ăn, lần đầu tiên từ 10 năm sau tai nạn. Điều không bác sĩ nào ở trần gian làm được, Chúa Giêsu, Chúa Tể quyền năng vô hạn, đã làm được. Rồi vừa để rơi những giọt nước mắt sung sướng, bà vừa nói trước toàn thể cộng đoàn. Tôi có hai đứa con nhỏ, nhưng chưa bao giờ ngửi được mùi thơm của chúng. Các bà mẹ có mặt ở đây, các bà biết thế nào là mùi thơm của con mình? Thì đây, sáng nay, khi tôi đã đến gần chúng, đã hôn chúng, và tôi bắt đầu ngửi được mùi thơm của chúng. Một chứng minh rất đẹp khác về sự chữa lành bởi phép lạ được chính đương sự diễn tả trong một lá thư đề ngày 25 tháng 8 năm 1981. Tôi bị bệnh thấp khớp cấp tính nặng. Không nên lầm nó với phong thấp hay sưng khớp xương thông thường. Do tuổi già và không có hậu quả nghiêm trọng. Thấp khớp của tôi do những căn nguyên bí ẩn và không thể chữa, với những đau nhức ghê gớm, liên miên, thân thể dần dần khô cứng, biến dạng và kết cục là nằm trên xe lăn. Tháng 10 năm ngoái, cơn đau bắt đầu ở mắt cá, hai đầu gối và ở cổ tay. Với một sự mệt mỏi toàn thân, nghĩ rằng nó không trầm trọng, tôi đi bác sĩ. Và sau khi xét nghiệm, ông tìm ra đó là bệnh thấp khớp. Phòng khám nghiệm khuyên tôi nên đi Hoa Kỳ để điều trị. Bác sĩ chuyên khoa Alonso Portuondo tái xác nhận hồ sơ bệnh lý nói trên và bảo là bệnh nan y. Nhưng chỉ có thể cầm chân, không để cho bệnh phát triển, nhờ một loại thuốc muối kiềm vàng. Tuy nhiên, thuốc này lại gây phản ứng tiêu cực. Khắp mình tôi nổi mề đay, rụng tóc và móng chân. Lượng máu và bạch huyết cầu trở nên bất bình thường. Chính khi đó, cha Tạc Điếp đến Paraguay. Tôi nghe cha giảng lần đầu tiên trong nhà thờ Thánh An Phong Sô. Trong buổi cầu nguyện chữa lành, tôi cảm thấy trái tim tôi như sắp nổ tung ra, nó đập mạnh đến nỗi tai tôi nghe được. Lần thứ hai, xảy ra tại nhà thờ thuộc thành phố của Đại tá Oviedo. Một lần nữa, trong buổi cầu nguyện chữa bệnh, tôi thấy toàn thân run rẩy. Lúc ấy, cha nói rằng, có hai phụ nữ bị bệnh thấp khớp được Chúa chữa lành. Cha bảo họ quỳ xuống. Thật ra, lúc đó tôi không có can đảm làm theo, vì tôi không tin rằng cha nói đến tôi, và cũng không tin lối chữa bệnh kiểu này. Tôi đến dự thánh lễ lần thứ ba. Những đau đớn của tôi đã biến mất, và tôi không còn phải uống liều thuốc nào.
Mẹ tôi hỏi sơ Marguerite Prince về ngày cha Tắc Đít rời khỏi đây. Và nhờ thế, chúng tôi đã đón gặp cha ở phi trường. Cùng với linh mục Anreka, cha cầu nguyện ngay tại chỗ cho tôi được khỏi bệnh. Cuối cùng, cha nói với tôi. Con đừng nói tôi đang bị bệnh thấp khớp, nhưng hãy nói tôi đã bị bệnh ấy, vì nay con đã được khỏi. Các đau đớn của tôi đã hết, và tôi không còn dùng mọi thứ thuốc nào. Lượng thuốc của tôi lúc đó là 13 liều mỗi ngày và chích muối kiềm vàng mỗi tuần. Tôi đi tái khám và được xét nghiệm. Kết quả là tôi đã khỏi hẳn. Bác sĩ Nicolas Bourrier, một người rất có đức tin và cũng là bác sĩ chăm sóc tôi ở Asuncion, nói. Phải công nhận rằng ngoài khoa học ra, còn có cái gì đó siêu việt hơn, và không có gì là không thể được. Các bác sĩ giải thích cho tôi rằng, người bị bệnh ấy không bao giờ, dù trong giả thuyết, họ có được lành bệnh đi nữa, mất đi cái dị dạng do bệnh gây ra trên thân thể. Còn tôi, mọi dấu vết dị dạng ấy cũng biến mất. Chúa thương tôi đến tận mức ấy. Chỉ còn một lời giải thích duy nhất đúng. Đó là một phép lạ của Thiên Chúa. Ai nghĩ rằng việc chữa lành là điều phụ trong sứ vụ của Chúa Giê-xu, người ấy đã sai lầm hoàn toàn. Ai cho rằng ngày nay người ta không cần những việc như thế, và việc cốt yếu chỉ là loan báo tin mừng, thì họ đã quên phương pháp mục vụ của Chúa Giê-xu. Chúng ta vạch đủ mọi kế hoạch và tìm hàng ngàn phương thế để lôi kéo ngay càng nhiều người đã bỏ nhà thờ. Chúng ta tổ chức lễ lạc, hòa nhạc, quyên góp, chia sẻ, vân vân. Và kết quả chẳng được là bao. Chúa Giê-xu, Ngài chữa lành bệnh nhân, và người ta kéo nhau đến đông đảo. Đồng đến nỗi có lần người ta đã trèo lên nóc nhà, gỡ mái nhà của Phêrô để thả người bất toại xuống, vì không cách nào chen lách qua đám đông được. Hôm nay, hiện tượng như vậy cũng xảy ra. Lúc Chúa Giê-xu chữa bệnh, đoàn lũ người ta kéo đến đông đến nỗi sân vận động không đủ sức chứa. Chính khi ấy, chúng tôi loan báo nước Thiên Chúa cho họ. Kết quả còn lớn hơn những phép lạ chữa lành phần xác, vì những dấu lạ của quyền năng Thiên Chúa làm không chỉ là một màn diễn để người ta đến xem, nhưng để giúp người ta canh tân đời sống, đức tin một cách hiệu nghiệm. Đó chính là điều Đức Tổng Giám mục Tahiti nói trong thư gửi cho cha bề trên giám tỉnh của tôi. Đây tôi sao chép trọn phần đầu thư ấy. Papiti ngày 30 tháng 11 năm 1980. Cha kính mến, tôi vắng mặt khỏi giáo phận suốt thời gian cha Tạc Đíp đến đây, từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 14 tháng 11. Khi trở về, ngày 26 tháng 11, tôi đã nhận thấy sự thay đổi mà cha đã tạo ra. Tôi không nói những gì cha Huber,
anh tôi đã tả cho cha. Tôi chỉ muốn nói với cha rằng, thứ nhất, số giáo dân đi dự lễ ngày Chúa Nhật đã tăng lên đáng kể. Thứ hai, một bầu khí đại kết đã được tạo nên. Thứ ba, đời sống thiêng liêng nảy nở hoặc tái sinh khắp nơi. Thứ bốn, các cuộc trở lại rất quan trọng và các lượt xưng tội trở nên rất đông đảo. Thứ năm, hàng giáo sĩ, các nam nữ tu sĩ đánh giá rất cao những bài giảng của cha Tạc Đít. Thứ sáu, nhiều cuộc hôn phối đang chuẩn bị và sẽ giúp hợp thức hóa vô số trường hợp rối vợ rối chồng, và chắc chắn sẽ tạo nên một cuộc canh tân đời sống gia đình. Chưa bao giờ giáo phận được một làn sóng đức tin mạnh như thế. Trước đây, chúng tôi tổ chức hai cuộc họp hội đồng tổng giáo phận, một cuộc tổng xét tông tòa, những cuộc tĩnh tâm do các linh mục tài đức đảm nhiệm. Suốt trong vòng 15 năm nay, chúng tôi đã tổ chức những cuộc biểu dương đức tin khổng lồ, nhưng chưa bao giờ có được một kết quả trong dân chúng sâu rộng bằng kết quả của lần này. Misen Kopenrath, Tổng Giám mục thành Papiti. Chúng tôi xin đơn cử một trong số ví dụ về điều xảy ra tại Tahiti. Trong thánh lễ cầu nguyện cho bệnh nhân, một người mù chảy nước mắt khóc vào lúc dâng mình thánh. Và khi ông ta chùi nước mắt, ông bắt đầu thấy. Gặp Chúa Giêsu, sự sáng thế gian, ông đã tìm lại được sự sáng con mắt. Sự kiện ấy gây ấn tượng mạnh hơn nơi anh Gabilu, danh ca của Thái Bình Dương. Giải nhì trong cuộc thi Eurovision, anh đã đăng tên dự kỳ tĩnh tâm thứ hai, trong đó anh đã hoán cải, xưng tội và rước lễ. Trong thánh lễ bế mạc, anh lên làm chứng rằng, ở đây đã xảy ra nhiều việc chữa lành, nhưng việc lớn nhất là việc của tôi, vì Chúa đã chữa lành tâm hồn tôi. Đã 16 năm, tôi sống xa đời sống Kitô hữu, xa các bí tích, nhưng trong cuộc tĩnh tâm này, tôi đã gặp Chúa Giêsu, và từ nay tôi chỉ muốn sống và ca hát cho Ngài. Anh còn lặp lại lời chứng của anh trên đài truyền hình, và sau đó, một lần nữa, tại sân vận động, trước 20.000 người. Giờ đây, anh loan truyền tin mừng bằng những bài thánh ca đầy ơn sủng, kêu gọi giới trẻ. Chúa Giêsu cũng là Chúa của những ca sĩ và nghệ sĩ. Những việc chữa lành nhằm một mục tiêu rõ rệt mà ta phải lưu ý. Đức Tổng Giám mục Brazzaville đã nêu rõ trong một thư luân lưu gửi các họ đạo trong Tổng Giáo khu của Ngài. Chúng tôi trích một đoạn dưới đây. Brazzaville ngày 7 tháng 10 năm 1983. Chúng tôi rất hài lòng về sự giảng dạy của cha Tạc Điếp. Cha đã sử dụng đề tài kỷ niệm Bách Chu Niên, cuộc truyền bá tin mừng ở Congo, canh tân đức tin. Các bài giảng ấy thường có những việc chữa lành kèm theo, chữa lành thiêng liêng, tâm lý và thể xác. Quang cảnh tuyệt diệu nhất trong buổi chữa lành, đó là nhìn thấy, đang lúc cầu nguyện, những bệnh nhân được khỏi, những người bất toại đứng lên đi, người câm nói được. Quả đúng là ta đang sống thời giáo hội sơ khai với Chúa Giêsu. Nhưng xin đừng ai quên mục tiêu của những dấu lạ Đức Giêsu làm. Đó là những bằng chứng để thức tỉnh đức tin nơi những ai không tin và củng cố niềm tin của những ai đã tin. Mắt các ngươi có phúc vì được thấy, tai các ngươi có phúc vì được nghe.
ta bảo các ngươi, nhiều vị tiên tri, nhiều người công chính đã mong thấy điều các ngươi thấy mà đã không được, muốn nghe điều các ngươi nghe mà đã không được nghe. Cha Tạc Đíp đã giảng cho một tin mừng của sự thật, chứ không lừa dối. Được thấy các dấu lạ mà không tin, đó chính là điều mà Chúa Giê-xu gọi là tội chống lại Thánh Thần, vì người ta từ chối sự thật. Vấn đề ấy thật trầm trọng. Bài giảng về quyền năng mà chúng ta đã trải qua sẽ còn để lại dấu vết sâu đậm mà nhiều thế hệ người Công-gô sẽ còn nói đến lâu dài. Nhưng người ta vẫn nói đến Chúa Giê-xu Ki-tô, đến lời giảng dạy và các dấu lạ của Ngài. Barthélemy Bartantu, Tổng Giám mục Brazzaville. Tôi nghĩ rằng những đoạn thánh kinh và ngay cả những lời chứng của các thánh trong đời sống giáo hội đã quá đủ để khỏi cần biện hộ hay đả kích các việc chữa lành. Những câu hỏi nền tảng phải là: tôi có tin rằng Thiên Chúa có thể chữa lành tôi không? Tôi có tin vào quyền năng chữa bệnh của Chúa Giê-xu có thể ngang qua tôi mà chữa người khác không? Nhiều khi ta sợ những kỳ công của Thiên Chúa chỉ vì không hiểu chúng cho đủ. Đức Giám mục Thành Sang Melima ở Cameroon đã có lần mời tôi giảng cấm phòng cho linh mục. Ngài mời tất cả linh mục giáo phận, nhưng một linh mục nọ nói với Ngài: con không muốn đến, vì chúng ta sắp sửa chỉ nghe đến các phép lạ và nhiều phép lạ. Đức Giám mục đáp: con cứ đến và đừng sợ. Chủ đề của khóa tĩnh tâm không phải là chữa lành, nhưng là cầu nguyện. Linh mục ấy chấp nhận đi dự, vì Đức Giám mục bảo đi hơn là vì xác tín. Và cuộc tĩnh tâm bắt đầu. Nhưng ngày thứ ba, ông đứng lên trước mặt các linh mục khác và nói: tôi bị bệnh thấp khớp dị dạng nơi bàn tay, đến nỗi không thể buộc dây giày. Hơn nữa, tôi phải nói là lúc đầu, tôi không muốn đến dự cuộc tĩnh tâm này, ngại rằng người ta chỉ nói đến phép lạ. Nhưng trong thánh lễ hôm qua, tôi cảm thấy nóng ran ở đôi bàn tay. Tôi muốn chúc tụng vinh quang Thiên Chúa, vì tôi đã hoàn toàn được khỏi. Đây, tôi có thể cử động bàn tay. Rồi ông cười và tiếp: cha không muốn nghe nói đến các phép lạ. Bây giờ thì chính cha sẽ không ngừng nói đến các phép lạ và loan truyền các công việc kỳ diệu của Thiên Chúa. Tất cả cử tọa đều cười và ca ngợi Thiên Chúa, đang khi vị linh mục cử động đôi bàn tay cách thoải mái, giơ cho mọi người thấy. Thái độ hợp lý của ta là phải tín thác hoàn toàn trong tay cha yêu thương. Người có một chương trình tuyệt vời trên chúng ta. Thứ năm, lời cầu nguyện cho bệnh nhân. Ngày 8 tháng 2 năm 1984, chúng tôi cử hành thánh lễ cầu cho sức khỏe của các bệnh nhân sẽ đọc các trang sách này. Mời họ hãy hết lòng tin kết hợp với lời nguyện này, trong khi họ đặt tất cả mạng sống trong tay Chúa Giê-xu. Lạy Chúa Giê-xu, chúng con tin rằng Chúa đang sống và đã sống lại. Chúng con tin rằng Chúa thật đang hiện diện trong phép mình thánh nơi bàn thờ. Và trong mỗi con người chúng con ngợi khen và thờ lạy Chúa. Chúng con tạ ơn Ngài, lạy Chúa, vì đã đến với chúng con như bánh hằng sống bởi trời xuống,
Chúa là sự sung mãn của cuộc sống. Chúa là sự sống lại và sự sống. Chúa là Thầy, là sức khỏe cho người đau ốm. Hôm nay, chúng con muốn trình lên Chúa tất cả những bệnh nhân, độc giả quyển sách này, vì đối với Chúa không có cách biệt. Trong thời gian và không gian, Chúa là đấng hiện diện mọi nơi, mọi thời, và Chúa biết rõ mọi người. Giờ đây, lạy Chúa, chúng con xin Chúa xót thương họ, xin viếng thăm họ qua tin mừng phúc âm, được công bố trong sách này, để tất cả mọi người nhìn biết rằng Chúa đang sống trong giáo hội ngày nay. Lạy Chúa Giêsu, chúng con nài van Chúa xót thương những kẻ đang đau đớn trong thể xác, những kẻ đang đau khổ trong trái tim và những kẻ đang đau buồn trong tâm hồn, bởi vì họ đang cầu xin và đang đọc những lời chứng về những điều Chúa đang thực hiện. Bởi thần khí của Chúa đang đổi mới mọi sự trên khắp địa cầu. Hãy xót thương họ, lạy Chúa. Ngay từ bây giờ, chúng con xin Chúa chúc lành cho họ và nhiều người được khỏi bệnh. Nguyện cho đức tin họ lớn lên và lòng cậy trông của họ vào Chúa được khơi dậy. Xin cho họ mở lòng ra, đón các việc diệu kỳ của tình yêu Chúa. Hầu họ cũng trở nên chứng nhân của quyền năng và lòng thương xót Chúa. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cầu xin Chúa nhờ quyền lực những thương tích thánh của Chúa, cậy vì thánh giá Chúa và vì máu châu báu Chúa đã đổ ra cho chúng con. Hãy chữa lành thể xác họ, trái tim họ, tâm hồn họ. Hãy ban cho họ sự sống dồi dào. Chúng con nguyện xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của mẹ Chúa, rất thánh nữ đồng trinh Maria, nữ trinh của những nỗi thống khổ. Mẹ đứng đó, hiện diện dưới chân thập giá của Chúa. Mẹ, người đầu tiên đã nhìn ngắm các vết thương Chúa và là đấng Chúa đã ban để làm mẹ chúng con. Hôm nay Chúa ơi, chúng con xin trình lên Chúa trong lòng tin tất cả những bệnh nhân đã xin chúng con cầu nguyện cho họ. Chúng con xin Chúa làm thuyên giảm bệnh tình họ và cho họ được lành. Chúng con cầu xin Chúa để vinh quang cho Cha trên trời, hãy chữa lành những bệnh nhân sẽ đọc sách này. Hãy làm cho họ lớn lên trong đức tin, đức cậy và cho họ được sức khỏe, để cho danh Chúa được vinh hiển, ngõ hầu vương quyền Chúa tiếp tục lan rộng ngày càng nhiều hơn trong các tâm hồn qua những dấu lạ và kỳ công của tình yêu Chúa. Chúng con xin Chúa tất cả những sự ấy. Lạy Chúa Giêsu, bởi vì Chúa là Giêsu, Chúa đã tỏ cho chúng con biết rằng Chúa đã gánh lấy trên mình tất cả các bệnh tật của chúng con, và nhờ những thương tích thánh của Chúa, chúng con được chữa lành. Chúa là đấng chăn chiên tốt lành, và chúng con là những chiên con nhỏ bé trong đàn chiên của Chúa. Chúng con tin chắc chắn Chúa yêu thương chúng con, đến nỗi trước khi biết kết quả của lời cầu xin này, thì với đức tin, chúng con nói với Chúa ngay từ bây giờ rằng: cảm ơn Chúa Giêsu vì tất cả những gì Chúa sẽ làm nơi mỗi người chúng con. Cảm ơn cho những bệnh nhân mà Chúa đang chữa lành bây giờ đây, mà Chúa đang thăm viếng họ vì lòng thương xót. Cảm ơn Chúa Giêsu vì tất cả những gì Chúa sẽ làm qua cuốn sách này.
chúng con đặt nó vào tay Chúa ngay từ hôm nay. Hãy dìm nó trong các thương tích thánh của Chúa. Hãy bao phủ nó bằng máu thánh Chúa. Và ước gì qua sứ điệp này, chính trái tim của đấng chăn chiên lành sẽ nói với trái tim của bao bệnh nhân đọc sách này. Vinh quang và ngợi khen Chúa, ôi Chúa Giêsu. Bệnh của con tim và chữa lành nội tâm. Ai trong chúng ta cũng biết quá khứ của ta để lại những ảnh hưởng nặng nề trong hiện tại như thế nào. Bây giờ, chúng ta sẽ nói về những thái độ bệnh hoạn của bản thân ta và những mối quan hệ của ta với người khác. Chúng đã vốn đâm rễ sâu vào những kinh nghiệm đau thương của cuộc đời ta. Biết bao chấn thương hiện tại là do những vết thương trong quá khứ của ta gây ra. Những hậu quả tai hại thể hiện trên mặt thể lý, một số những bệnh tật thể xác, có thể do những chấn thương tình cảm phát sinh. Lại có những hậu quả tai hại khác, biểu hiện trên mặt tâm lý, chẳng hạn như những mặc cảm, bắt nguồn từ những chấn thương tình cảm, hoặc nhiều khi từ những vết thương do lỗi lầm đời ta gây ra. Người ta có thể khám phá, thấy nhiều yếu đuối trong đời sống Kitô hữu chúng ta, bắt nguồn từ những biến cố của cuộc đời, và chúng gây thương tích sâu xa nơi ta. Những thương tích này có thể thành những kẽ nứt, qua đó tội lỗi thâm nhập. Những tâm bệnh này, Chúa có thể chữa lành nhờ lời cầu nguyện xin ơn chữa lành nội tâm. Trong một trung tâm bệnh ở Montreal, Canada, có một bệnh nhân mù như một trường hợp bệnh lý kỳ lạ. Anh ta mù mà không do một nguyên nhân hiển nhiên nào. Cả thần kinh thị giác, đồng tử và giác mạc vẫn hoàn hảo. Sau nhờ một buổi điều trị bằng thôi miên, người ta khám phá ra nguyên nhân xuất phát từ thời thơ ấu. Lúc còn ngủ cùng phòng với cha mẹ, một đêm, cha mẹ liên hệ tình dục nồng nhiệt, nhưng cậu bé lại nghĩ rằng cha cậu đã xử sự hung bạo với mẹ cậu. Điều đó gây chấn thương sâu đậm, đến nỗi cậu nhắm mắt trước sự tấn công ấy, và trước tất cả mọi sự khác trên đời, rồi cậu hóa ra mù. Khi tìm ra nguyên nhân bệnh tình, người ta chữa anh bằng phương pháp điều trị thích hợp, và mấy tháng sau anh lại nhìn thấy được. Chúa Giêsu cũng làm như thế, bởi lời cầu nguyện chữa bệnh nội tâm. Ngài đi đến gốc rễ của những xung đột để chữa lành. Cái lợi trước mắt là Ngài không bắt ta trả tiền. Và đằng khác, Ngài hành động mau lẹ hơn tất cả các tâm lý gia và tâm bệnh gia trên thế giới này. Ngài là đấng chữa lành những tấm lòng tan vỡ và băng bó các vết thương của họ. Thiên Chúa chúng ta thật tuyệt vời, có khả năng đi sâu tận tiềm thức các vấn đề của ta, để chữa lành và giải thoát ta. Trong phụng vụ trước kia, có một lời nguyện rất đẹp. Lạy Chúa, xin giải thoát chúng con khỏi sự giữ quá khứ, hiện tại và tương lai. Chúa có thể giải thoát ta
vì Ngài không lệ thuộc vào thời gian, lúc nào cũng là hiện tại đối với Ngài, vì Ngài luôn là một, hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Để làm điều này, trước hết, phải vạch trần được nguyên nhân của mỗi thương tích. Không những phải ý thức về nó, nhưng phải trưng bày nó ra trong ánh sáng tình yêu của Chúa, trong một lòng tín thác hoàn toàn, và kêu xin Ngài chữa lành, nhờ lòng thương xót vô biên của Ngài. Có những bệnh tật mà vết thương thể lý được chữa lành nhờ tắm nắng. Cũng vậy, Chúa Giêsu, mặt trời công lý, sẽ chữa những vết thương tâm hồn nếu chúng ta đem tất cả bản thân mình và nhất là những thương tích ra tắm gội, phơi bày dưới những tia nắng của trái tim hay thương xót của Ngài. Sức ấm nóng của trái tim ấy sẽ thâm nhập và ta được chữa lành. Trên các ngươi là những kẻ kính sợ danh ta, sẽ ló rạng mặt trời công chính với những tia sáng có sức chữa lành. Sự ấp ủ những kỷ niệm đau buồn trong trí nhớ sẽ phát sinh những chấn thương và những mặc cảm. Trong mối quan hệ của ta với thân nhân và ngay cả với Thiên Chúa. Chính vì thế, sứ vụ chữa lành nội tâm khởi sự đánh vào phạm vi các ký ức trước tiên. Bởi vì những gì ta lưu trữ trong trí nhớ, cách ý thức hay vô thức, cũng phát sinh những phản ứng nơi thể xác, nơi các cơ quan hay nơi thần kinh. Chương trình đọc truyện Chúa Giêsu đang sống đến đây xin tạm dừng. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần tiếp theo vào chương trình ngày mai. Thân ái, kính chào quý vị và các bạn trong niềm tin vào lòng thương xót và ơn chữa lành của Chúa Giêsu Kitô. Bước chân con tìm về sau bao lần lang thang bên mẹ, trái tim vụng về vì còn mang bao nỗi đam mê. Vì sao Chúa hỡi, Ngài vẫn ôm ấp thân con, tình Chúa vẫn mãi sắc son, bao năm chờ con quay gót. Vì Chúa yêu hết những gì là thuộc về con, vì Chúa tha hết cho dù tội đó như son, Chúa vẫn chờ con với tâm lòng son, dang đôi tay sẵn sàng khát khao. Vì Chúa trong chắc cho dù đời con lắm lên, vì Chúa quên hết những tội tình con yêu hèn, cho con tìm lại hạnh phúc bên Ngài mà thôi. Sóng lấp xô dập vui, đâu ai người cho con nỗi vui, chỉ duy mình Ngài nguồn hạnh phúc viên mãn không phai. Đời con tôi lỗi, Ngài vẫn yêu mãi không ngơi, Ngài xóa hết những lỗi tôi, con xin thành tâm tự hối. Vì Chúa yêu hết những gì là thuộc về con, vì Chúa tha hết cho dù tội đó như son, Chúa vẫn chờ con tâm lòng son,
dáng đưa tay sẵn sàng tha thứ vì Chúa chẳng cha cho dù đời con lầm lạc vì Chúa quên hết những tội tình con yêu hèn cho con tìm lại hạnh phúc bên Ngài mà Kính thưa quý thánh giả, chương trình phát thanh Lòng Chúa Thương Xót hôm nay đến đây đã kết thúc. Tạ ơn Chúa và xin Chúa chúc lành cho quý thánh giả. Xin Thánh Thần Chúa tác động để lời Chúa thấm nhập và đi vào hành động của mỗi người chúng ta, để mỗi ngày chúng ta đạt được hạnh phúc đời này và đời sau nhờ lời của Chúa thấm hóa chúng ta. Nét bên chân thập hình con như tìm thấy chính mình, yêu đuối tuổi tình vì yêu con Chúa đã hy sinh. Thành tâm con xin nguyện Chúa xin hãy ở bên, dìu qua sóng gió tranh vây, xin dâng trọn niềm cảm mến vì Chúa yêu hết những gì là thuộc về con, vì Chúa tha hết cho dù tội đó như son, Chúa vẫn chờ lòng son, dáng đôi tay sẵn sàng tha thứ vì Chúa trong cha cho dù đời con lầm lạc vì Chúa quên hết những tội tình con yêu hèn cho con tìm lại hạnh phúc bên Ngài mà thôi vì Chúa thuộc về con, vì Chúa tha hết cho dù tội đó như son, Chúa vẫn chờ con với tâm lòng son, dáng đôi tay sẵn sàng tha thứ vì Chúa chẳng chấp cho dù đời con lầm lạc vì Chúa quên con tìm lại hạnh phúc bên.